Kim Ngân xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Kim Ngân nha. Các bạn ơi, hiện tại thì Ngân đang ở bên ở chiếc xà lan 2003 các bạn. Cái chiếc mà hôm bữa Ngân review cái buồng lái có 3 hệ thống lái cho các bạn xem á. Thì hôm nay á, tình cờ Ngân lên cái chỗ giao hàng á, thì Ngân đã gặp cái chiếc xà lan này một lần nữa. Tại Ngân đang ở bên chiếc xà lan này nè các bạn. Dạ, mát nha, trời nóng đâu. Dạ. Ở trên đây là cái cabin sau các bạn. Ngân đang phía đây là cái cửa hầm máy nè. Thì bây giờ Ngân sẽ đi xuống cái hầm máy này, Ngân review cái máy ở dưới cho các bạn xem nha. Mời các bạn cùng theo dõi cái clip ngày hôm nay của Ngân nha. Đây là cái cửa hầm máy nè. Bây giờ thì Ngân sẽ đi xuống hầm máy, Ngân review cho các bạn xem nha. Đây các bạn ơi, đây là cái bô nè các bạn. Bô rất là to luôn á. Cái cửa hầm máy ở dưới đây rất là rộng luôn các bạn. Bây giờ Ngân sẽ đi xuống hầm máy nha. Cái đường đi nó hơi đi xuống cái cầu thang hơi cao một xíu, cái hầm máy nó sâu ở dưới đó các bạn. Cái xà lan này thì hồi xưa là chiếc tàu chuột đó các bạn, tàu chuột đi đường biển á. Tàu này tàu của miền Bắc á. Rồi người Nam mình mua lại sửa chữa lại để mà chở hàng khô giống như xà lan của Ngân vậy đó các bạn. Ở dưới đây thì hầm máy thì có hai tầng. Tầng phía trên thì có những cái két dầu, máy thì để tầng phía dưới. Bây giờ thì mình sẽ đi tham quan cái tầng trên này trước nha. Hơi tối một chút xíu các bạn thông cảm nha. Đây cái tầng trên thì gồm có những cái này thì gọi là cái két chứa dầu này. Đây là những cái két chứa dầu các bạn. Những cái két này là 15 khối. Hai bên thì có hai két các bạn, bên đây một két 15 khối và cái phía bên kia thì cũng có một két chứa 15 khối nữa. Wow. Cái hầm máy này thì xài cái đèn bình, nhưng mà cái đèn bình nó màu vàng, nó rất là tối luôn. Mình xuống đây quay với hồi nãy cái anh chủ xà lan này á, anh tính quay cái máy đèn cho Ngân, có đèn cho nó sáng á. Nhưng mà ồn quá các bạn ơi, Ngân nói chuyện các bạn không có nghe được. Đây bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái bên trong ha. Trong đây thì có một cái hầm, hầm trong đây thì hầm để chứa đồ. Đó, đi qua bên đây. Ở bên đây thì có hai cái bồn dầu trực nhật. Bồn dầu này để mà chạy á các bạn. Cái bồn dầu này thì để chứa để mà máy của mình hoạt động. Cái bồn này ở đây thì có hai bồn. Mỗi một bồn thì chứa 900 lít. Ở đây có cái hệ thống rất là đặc biệt luôn nè. Cái hệ thống khóa tự động á. Khi mà xà lan của mình á thì có trục trặc gì á thì mình sẽ bật cái cần gạt này nè. Ở đây có cái cần gạt các bạn. Mình sẽ bật cái cần gạt này lên. Khi mà có trục trặc gì á thì mình sẽ khóa cái hệ thống tự động này là cái máy nó sẽ không còn hoạt động nữa các bạn. Cái bên cái chiếc xà lan này thì có những cái hệ thống rất là đặc biệt luôn các bạn ơi, tại vì cái tàu này là cái tàu của miền Bắc á. Ở miền Nam mình á thì không có những cái hệ thống này các bạn. Các bạn ơi, đây là cái đường ống nè. Khi mà mình bơm hai cái bồn 900 lít này nha các bạn, dầu nó tràn á các bạn, nó tràn qua cái đường ống này thì nó sẽ qua bên cái két chứa. Đây là cái kính thủy các bạn. Cái kính này để mà thấy được cái dầu của mình nó tràn qua bên cái két chứa đó các bạn. Cái này thì người ta đã sơn cái màu đỏ lên rồi, mình không có thấy được phía bên trong. Ở đây thì có hai cái bình hơi nè các bạn. Ngân nghe cái chủ phương tiện nói cái bình hơi này hồi đó cái xà lan này á đề máy hơi á các bạn. Mà bây giờ thì người ta không có sử dụng cái đề hơi này nữa. Cho nên là người ta tháo ra không có sử dụng nữa. Đây là cái bơm hơi. Ở bên đây thì có một cái hầm này là cái hầm chứa nước nè. Đây. Cái hầm này là cái hầm chứa nước để mà mình xài ở trên. Cái hầm này thì cái hầm này là 4 khối các bạn ơi. Ở phía sau thì có cái hầm mười mấy khối ở phía sau nữa các bạn. Ở phía sau này là có một cái hầm mười mấy khối nữa. Ở đây thì có hai cái hầm nhỏ, mỗi một hầm 4 khối hai bên. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống hầm máy nha các bạn. Ở đây còn một cái tầng dưới nữa nè. Đó.
rất là nhiều thiết bị phía bên dưới này. Cái máy này thì còn được gọi là cái máy Z chai các bạn. Hôm nay thì Ngân sẽ đi review cho các bạn đây. Đây là cái máy Z chai nha. Cái máy này thì cũng lần đầu tiên Ngân được thấy. Nó rất là to luôn á. Thì công suất của cái máy này là 720 nha các bạn. 720 á. Công suất máy là 720. Còn hộp số là 3 tua rưỡi. Và cái chân vịt á thì mình không có biết các bạn ơi, cái anh chủ phương tiện á thì anh cũng không có rành lắm về cái chân vịt này bao nhiêu. Đây là cái sên hàng nè. Sên hàng thì còn gọi là cái đầu nước máy đó các bạn. Cái máy này thì gồm có 8 máy nhỏ nè các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 máy nhỏ đó các bạn. Đây bây giờ Ngân sẽ ra phía sau nè các bạn. Phía sau này hơi tối một chút xíu. Đây là cái bạc xi túc nè các bạn. Đây là ở phía sau nè. Đó. Đây là cái hộp số nè các bạn. Cái cục nhỏ nhỏ này là cái cục đo dòng tua nè các bạn. Cái này thì cũng lần đầu tiên Ngân được thấy luôn. Đây bây giờ Ngân sẽ đi bật con máy này. Đứng đó đi. Đây các bạn ơi. Đây là cái cục số điện nè các bạn. Bên đây, phía bên đây là cái hộp số, bên đây là cái cục số điện. Thì cái xà lan này có 3 hệ thống đó các bạn. Hệ thống lái điện nè, hệ thống lái cần gạt và hệ thống nút bấm đó các bạn. 3 hệ thống lái. Đây là cái hộp số điện nha. Còn phía bên đây là trục bô nè các bạn. Đó. Còn cái này là cục đề các bạn. Cục đề này thì xà lan này mình mua sau này về xà lan mình chế á các bạn, chứ hồi lúc trước cái xà lan này thì đề hơi các bạn ơi, chứ không có đề vào cái loại này các bạn. Đó, phía bên đây, đây là trục vô nè. Qua bên đây thì mình nhìn những cái máy được rõ hơn nè các bạn, phía bên kia hồi nãy cao quá. Đó, 8 máy, đây là 8 máy nha. 8 mét luôn. Còn phía bên này, đây phía bên này thì đây là những cái đây là cái đề này các bạn. Đó, đây là cái đề, phía dưới là cái cầu dao. Bên đây thì bình đề. Đây mà có cái thiết bị rất là đặc biệt mà của miền ngoài mới có này các bạn. Ở đây có một cái điểm khác biệt nè. Khi xà lan của mình tắt máy á thì mình sẽ ngắt lửa các bạn. Đây, đây là cái cầu dao ngắt lửa nè. Còn ở ngoài miền Bắc á, khi mà người ta tắt máy á thì người ta sẽ ngắt mát này nè các bạn. Đó, ở đây là cái điểm khác biệt của xà lan miền Nam và miền Bắc á. Tại vì cái này là người ta theo kiểu miền Bắc á. Miền Nam mình về thì người ta sẽ chế là cái cầu dao ngắt lửa này các bạn ơi. Tại vì ở mình á thì xài ngắt lửa mà chứ không có ngắt mát các bạn. Cái máy phát này là để bơm thủy lực các bạn. Đó, cái này là cái kêu bằng cái dự phòng thôi các bạn ơi. Bên kia thì có một cái hệ thống ở bên kia. Đây là máy phát điện nè các bạn. Đây, ở bên đây là cái bên đây là cái hộp nhớt nè các bạn. Cái hệ thống này là cái hệ thống, nói chung là hệ thống lái thủy lực nè. Rồi hệ thống lái cần gạt đó các bạn. Thì nó cũng chung cái này, nhưng mà nó đặc biệt là nó khi mà mình bật qua hệ thống nào thì nó sẽ ngắt hệ thống kia các bạn. Khi mà mình bật qua hệ thống lái cần gạt đó thì nó sẽ ngắt cái hệ thống kia. Ở đây thì có hai cái van nước biển nè các bạn. Cái van này siêu khổng lồ các bạn ơi, rất là to luôn. Ở trong đây thì có một cái hệ thống nhớt nè các bạn. Ủa cái hệ thống này là cái hệ thống dầu nè các bạn. Hơi tối một chút xíu các bạn ơi. Đó. Đây là cái hệ thống dầu để mà mình bơm vào trong máy mình chạy á các bạn. Wow. Ở đây có rất là nhiều van luôn nè các bạn ơi. Các bạn ơi, ở dưới đây thì người ta có thờ tổ máy nè các bạn. Ở dưới đây thì người ta có đốt nhang ở dưới đây luôn á. Đây có rất là nhiều những cái van luôn. Thì cái van nước này là những cái van ở trong hầm á các bạn. Nãy Ngân nghe cái anh chủ phương tiện nói cái van này là cái van ở trong những cái hầm phao nè các bạn. Còn những cái van này thì những hai cái van này là cái van ở dưới hầm mình mà có cái lỗ giống như bên xà lan của Ngân vậy đó các bạn.
Bên đây thì cũng có hai cái quanh nước biển nữa nè. Wow, hai cái quanh này siêu to khổng lồ. Đây là toàn bộ cái không gian phía bên dưới của cái buồng, cái hầm máy phía dưới nè các bạn. Ngân xin chia sẻ lại nha các bạn, đây là cái máy này gọi là cái máy di chai nha các bạn. Công suất của cái máy này là 720 và hộp số là 3 tua rưỡi nha các bạn. Ở phương tiện thì người ta không có rành lắm về cái chân dịch các bạn ơi, không có biết là cái chân dịch, không có biết cái thước tắc của chân dịch là bao nhiêu các bạn ơi. Đây là toàn bộ cái không gian phía dưới, khá là rộng luôn các bạn, rất là rộng luôn. Cái hầm máy này thì có hai lầu các bạn ơi, lầu trên và lầu dưới. Ngân đang đứng ở lầu dưới, ở đây là cái lầu trên nè. Đó thì hôm nay Ngân đã chia sẻ đến các bạn cái hầm máy của cái xà lan 2.300 tấn nha các bạn. Bây giờ thì Ngân sẽ đi lên trên các bạn ơi. Ở dưới đây khá là nóng luôn á, rất là hầm luôn các bạn. Đây, hồi nãy cái anh chủ phương tiện ở phía trên á mở hai cái nắp ở phía trên nè các bạn, cho nên là nó hơi sáng một chút xíu á, chứ nó rất là tối luôn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ nhờ cái anh Liêm sẽ đề máy thử cho các bạn nghe của cái tiếng máy của cái máy di chai này. Đây, đầu tiên là mình sẽ mở cái quan này, quan gì? Quan này, cái quan này cái quan bơm nhớt. Đầu tiên là cái quan này quan bơm nhớt nè các bạn. Cái quan này quan một chiều. Dạ. Nghĩa là nó chỉ đi được chiều này lên thôi, trên này nó không xuống được. Dạ. Nếu mà xuống được thì là mình lỡ mình quên phá quan thì nhấc máy nó không có bơm lên được, mà bơm xuống cặp bè không là có những cái máy tiêu luôn. Dạ. Nó, cái hệ thống an toàn nó là quanh một chiều. Cái đó cái bơm hả anh? Này cái lắc tay, bơm lắc tay. Cái máy này đề làm rất là nhiều công đoạn các bạn ơi. Mỗi lần mà đề cái máy này là bao lâu anh? Vậy đó, khi nào bơm mình thấy đồng hồ nãy lên nè. Dạ. Bóp lên đó. Dạ, nhích lên đó. Có nghĩa là nhớt đã qua tới đồng hồ rồi, nó qua tên tới trên này rồi, nó xuống tới đây. Yeah. Cái đường đồng hồ là đường cuối cùng. Sắp khóa quanh lại. Nếu không khóa quanh lại. Khóa quanh lại các bạn. Nếu không khóa quanh lại thì cái bơm của máy nè, nó không bơm vô cái máy mà xuống đường này lại đi đây. Yeah. Là không được. Do chế là vậy đó. Hết hồn luôn các bạn ơi. Cái đó là cái gì nha? Xeo máy. Xeo cái máy. Xeo cho nó ăn cái rau nha. Rất nhẹ cái. Bởi vì cái này nó có đề hơi, chế là đề. Đề điện thì nó không ăn khớp nha. Máy chạy rồi đó các bạn ơi.
bạn, đây là sơ đồ phía sau của cái buồng lái. Đó. Còn đây là cái lầu lái. Sơ đồ chi tiết của xà lan các bạn ơi, từ trước là sau và từ trong ra ngoài luôn nè các bạn. Hiện tại thì Ngon đang đứng ở phía trên cabin sau đó các bạn. Đây. Ở đây thì người ta dán cái gỗ hết nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ở bên xà lan của mình thì hồi trước giờ người ta chưa có gắn cái gỗ giống như vậy các bạn. Chỉ là lót gạch thôi. Ở đây thì có những cái phòng riêng luôn các bạn. Cabin ở đây thì có những cái phòng riêng luôn nè, 1 phòng, 2 phòng, 3 phòng. Ở trên đây gồm có 4 phòng các bạn. Nhìn khá là đẹp luôn các bạn ơi. Máy thì đang chạy phía dưới thôi các bạn. Nhưng mà cái nhà bếp thì nhìn khá là sạch sẽ luôn các bạn, rất là gọn gàng luôn. Ngân sẽ đi ra phía trước, Ngân sẽ quay cho các bạn xem lúc mà đề máy ở trước sẽ sử dụng những cái lái điện như thế nào ở phía trước cho các bạn xem nha. Ngân đang đi ra phía trước nè các bạn, có cái anh chủ phương tiện ở phía trước, anh sẽ hướng dẫn cho mình ha. Đây. Đây, đây là cái hệ thống phía trước nè các bạn. Đây là cái nút nguồn. Dạ. Hiện tại xà lan đang chạy á các bạn. Bật lên đây thì nó là nó sử dụng điện ở trên đây. Dạ. Bây giờ tạm thời gì thì phá nè. Bật lên nghe cái gớp. Hoặc phá là nó phá dầu này lại đó. Dạ. Là bây giờ nếu bật xuống nè, bật xuống là mình lái được cái này. Sử dụng lái này. Dạ. Hôm nay thì anh sẽ giới thiệu chi tiết luôn các bạn ơi. Wow, cái vô lăng quay rất là nhẹ luôn các bạn. Còn bây giờ nếu mà mình không lái này nữa, dạ, chuyển sang lái điện bằng đây, dạ, nó bây giờ đây là bật xuống mình lái là cần gạt, gạt là gạt gì nè, cái đó là gạt qua lại luôn ha anh, qua, gạt qua, không cái này là cái số này nè, à, còn cần gạt nè, lái nè đây, à, dạ, hệ thống thứ hai đó các bạn, hệ thống cần gạt, đó là điện, dạ, đó. Bây giờ mình muốn lái là nút, chỉ lên nút lái hai cái nút. Đó, các bạn thấy nó quay nè các bạn. Đó, mình bấm qua trái thì nó sẽ quay qua trái các bạn. Mình bấm qua phải thì nó sẽ quay qua phải nè. Tắt. Nó cần gạt, thường lấy cần gạt thì nó sẽ nhẹ hơn, nó dễ hơn. Dạ, yeah. Đó, cái cần gạt đó các bạn. Đây, anh bật qua trái thì nó sẽ quay qua trái nè. Đó, anh bật qua phải thì nó sẽ quay qua phải. Đây là số. Yeah, bên đây là cần ga số. Tới, tiếng. Dạ. Yeah. Còn cần ga nè, buông ga nó chả. À, nhấp chả. Còn nếu mình dịnh hoài thì nó sẽ lên hoài. Dạ. Yeah. Đây mình coi mình cho sáng cái này mình sẽ dễ thấy hơn. Mấy lần chiều anh hút. Cái này bố nói cái này là cái gì anh? Cái này hả? Dạ. Yeah. Cái này là báo cái máy. Vô nè, hiện giờ máy chạy dòng tua là 486 dòng trên phút. Dạ. Yeah. Áp lực nhất là 3.3 kg, nhiệt độ nước máy là 36 độ C. Dạ. Yeah. Đó. Nè, khi nào vô số nó sẽ giảm dòng tua lại. Này là mình ta lùi nè, lùi thì thôi mình dính hoài cho nó xuống lẹ, còn tới mình tới từ từ thôi. Dạ. Này vô số nè, nó năng số nó giảm dòng tua liền. Ừ. Đó, nhập số đó, còn 470, 450 thôi. Dạ. Wow. Mình về. Khoảng cỡ 5 giây nó năng số. Đó, năng số đó giảm liền. Dạ. Muốn lên ga, này nhấp đây. Ừ. Nhấp thì nó lên hơn. Dạ. Lên 460. Cái này thì ở bên xà lan của mình thì không có nha các bạn. Cái này thì chỉ dành cho những cái xà lan mà đi đường biển đó các bạn. Cái này hồi đó anh mua là có sẵn thôi. Không, cái này mình ráp của cái máy riêng. Ủa vậy hả? Cái này tất cả này mình ráp thêm thôi. Dạ. Đi đường biển bắt buộc phải có cái này. À. Còn cái này là cái định vị giờ nó có xài điện ấy không ạ? À? Cái này là mình tự ráp. Tự ráp. Còn cái này là xài điện 220 ra nó không, mình đây mình không có được. Dạ. Vậy khi nào đề máy mới có điện không? Phát điện 220 mới có. À, yeah. Này để cho nó đi biển. Bắt cái kênh 16 là bắt buộc nào phải bắt kênh 16 hết. Để cho nó chỉ đi hướng nào. Cảng vụ nó quản lý mình mấy cái này á. À. Còn cái này là mình đo nè, vận tốc nhiêu. Dạ. Rồi đi tọa độ bao nhiêu. Mình chỉnh.
Hôm bữa thì Ngân có quay cái buồng lái rồi các bạn ơi, nhưng mà nó không có chi tiết, tại vì hôm nay thì anh đề máy á, cho nên anh lên anh làm cho các bạn xem chi tiết hơn một xíu nha. Hôm bữa thì Ngân có quay rồi các bạn, cái này tắt ha. Tắt. Đó. Này ra. Cái bù lăng này các bạn ơi rất là nhẹ luôn. Mình không mấy lần. Này là mở điện rồi đó. Dạ. Tắt đi. Nó khóa cái này lên liền. Dạ. Này lái này đó. Nãy giờ lái này được rồi. Nhớ cái đóng nhiệt độ. Đó, các bạn thấy không? Cái kim đồng hồ nó đang quay đó. Bây giờ mình không lái này nữa, mình chuyển sang lái điện. Dạ. Bật lên, phá ngay, tắt này liền. Cái này nó cứng rồi liền các bạn. Hôm nay thì mình sẽ lúc mà đề máy thì mình sẽ thấy chi tiết hơn chút xíu các bạn ơi. Cái này là cái nguồn. Mấy cái đèn này tại vì tôi không có thời gian tôi làm, nó chói, ban đêm chói đó. Dạ đúng rồi, ở bên em nó cũng bị nè. Nữa tôi sẽ đổ nước sơn trong lại. Dạ. Làm gì thấy ở bên em mấy cái đèn bên em này á, nó bị quéo hết trơn. Nóng rồi. Dạ nó nóng quá, nó quéo hết trơn. Trời ơi các bạn ơi, để Ngân quay cho các bạn xem những cái cọng dây nè. Những cái cọng dây này coi nè các bạn. Trời ơi. Bữa giờ vô giao hàng á các bạn, dời ra dời vào liên tục. Cứ hôm nay ra ngày mai vào, hôm nay ra ngày mai vào, giống như vậy đó các bạn. Xà lan Ngân cũng vậy á, các bạn xem những cái cọng dây nè. Trời ơi, Ngân cầm cái tay nè các bạn, vừa với cái cầm tay của Ngân luôn á. Hiện tại thì Ngân còn đang ở phía trước mũi của xà lan nè các bạn. Đó, các bạn thấy những cái cọng dây không? Coi nè. Trời ơi, siêu khủng luôn các bạn ơi. Cọng dây này là Ngân bó tay rồi, Ngân cầm không nổi. Ngân dơ chỉ có cái đầu dây thôi mà Ngân cầm còn không nổi á các bạn. Quá chừng những cái cọng dây này luôn rồi. Cọng dây này mà xà lan dời ra dời vào là thôi, gỉ cái cọng dây này thôi là nguyên ngày coi như khỏi ăn uống gì nổi. Ăn mấy cọng dây này no luôn. Quá xá to. Xà lan này thì có 2.000 mấy tấn thôi các bạn, 2.300 tấn thôi, nhưng mà xài dây to quá các bạn. Dây nhỏ nhỏ gọn gọn thôi chứ những cái cọng dây này là mình kéo không nổi luôn. Mình dời, mình giao hàng thì mình không có giao một lần cố định nó xong các bạn, mà mình dời ra dời vào á, kéo những cọng dây này thôi chết luôn. Xà lan Ngân đang đậu phía bên ngoài nè các bạn. Ngân qua bên này Ngân review cái xà lan mấy bên này cho các bạn xem á. Bây giờ thì Ngân đã review hầm mũi, hầm lái là một nửa cho các bạn xem rồi. Bây giờ thì Ngân xin tạm dừng video tại đây nha. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Thả tim.